Tối ngày 12 tháng 8, đêm chung kết Miss World Việt Nam 2022 đã chính thức khép lại với top 3 thuộc về Hoa hậu Mai Phương, Á hậu 1 Bảo Ngọc, Á hậu 2 Phương Nhi. Á hậu 2 mang sự bao danh 116 Nguyễn Phương Nhi. Xin chúc mừng Nguyễn Phương Nhi đã đạt danh hiệu Á hậu 2 Miss World Việt Nam 2022. Trong giây phút trao giải chiếc vương miện, Á hậu 2 được đội trên đầu Phương Nhi đã bất ngờ bị rơi xuống ngay sau khi được Á hậu 2 Miss World Việt Nam 2019 Tường San trao cho cô. Nhưng rất nhanh sau đó, Phương Nhi đã đội lại ngay ngắn chiếc vương miện của mình. Khoảnh khắc này khiến không chỉ Phương Nhi mà cả những người xung quanh cũng vô cùng bất ngờ. Khán giả theo dõi trực tiếp hay theo dõi qua màn hình TV cũng phải thót tim. Sự cố rơi vương miện này của Á hậu 2 Miss World Việt Nam làm chúng ta nhớ đến sự cố tương tự của Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Thảo Nhi Lê cách đây hơn 1 tháng trước. Trời ơi, cứu tôi. Tuy nhiên, cũng tại đêm chung kết này, vương miện của tân Hoa hậu Miss World Việt Nam 2022 Huỳnh Nguyễn Mai Phương lại nối gót chiếc vương miện của Á hậu 2 rơi xuống. Xin Huỳnh Nguyễn Mai Phương, số báo danh 216. Xin cảm ơn chương trình Miss World Việt Nam bà Phạm Kim Dung. Và xin được chúc mừng tân Hoa hậu Miss World Việt Nam 2022. Wow, thưa quý vị, xin được chúc mừng tân Hoa hậu của chúng ta, Huỳnh Nguyễn Mai Phương. Biểu cảm của Mai Phương không khỏi khiến khán giả vừa buồn cười vừa thương cho nàng hậu. Trong phần bình luận, nhiều netizen đã để lại nhiều câu cảm thán dự báo điểm rủi khi sự việc này xảy ra. Phải chăng đây là tín hiệu từ vũ trụ đang gửi đến các người đẹp vừa đăng quang? Dù sao đi nữa thì top 3 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 thật sự xứng đáng với những gì họ đã cố gắng. Chúc cho các nàng hậu có một nhiệm kỳ thật rực rỡ. We'll be right back.